để chuẩn bị chu đáo cho các vận động viên đến thi đấu cũng như các tổ làm việc quốc tế và trong nước phục vụ cho bộ môn đấu vật tại SEA Games tốt nhất. Những ngày qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao và các đơn vị liên quan của huyện Gia Lâm đã tích cực triển khai các phần việc như cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhà thi đấu Gia Lâm khang trang, sạch đẹp. Đến nay, nhà thi đấu Gia Lâm đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, bao gồm sơn sửa bên trong và bên ngoài nhà thi đấu, hoàn thiện phần trần, hệ thống chiếu sáng cửa, mái, láng nền, lắp đặt điều hòa, cải tạo nhà tập, khu phụ trợ, thảm nhựa xung quanh nhà thi đấu và các công trình phụ trợ bên ngoài nhà thi đấu. Huyện Gia Lâm cũng xác định là Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đông Nam Châu Á là một trong những cái hoạt động sự kiện thế giới thì rất là quan tâm. Và trong cái khu vực Đông Nam Á của chúng ta rất được quan tâm. Chính vì vậy mà Ủy ban dân huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các cái phòng ban ngành đoàn thể, các cái đơn vị liên quan là chuẩn bị rất là chu đáo cho cái công việc này. Và cho đến thời điểm này thì có thể nói rằng là nhà thi đấu Gia Lâm đã sẵn sàng cho công tác tổ chức môn vật, một trong những môn thi đấu ở SEA Games 31 tại đây. Đối với các trang thiết bị trong khu vực thi đấu, huyện Gia Lâm đã đầu tư làm sàn thi đấu, bục trọng tài, bục và giá thượng cờ để trao giải cho các vận động viên, bảng điện tử, camera chuyên dụng, bộ đàm. Ngoài ra, trên sới đấu còn bố trí thảm tập cho vận động viên có thể tập luyện trước khi thi đấu. Các phòng chức năng như phòng làm việc của tổ trọng tài, tổ giám sát, an ninh, phòng họp báo. Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất rồi giới thiệu quảng bá hình ảnh, đón tiếp trọng thị các bạn ra, thì cái công tác an ninh trật tự là được có thể nói là đưa lên hàng đầu. Như các bạn, các anh, các chị vừa thấy đấy, là chúng tôi vừa làm việc với cả công an thành phố của Bộ Công an, công an thành phố và đặc biệt là công an huyện Gia Lâm. Và các anh đã bố trí xây dựng những cái phương án, những cái kế hoạch để đảm bảo làm sao đấy cho các đoàn thể thao đến đây từ lúc tập luyện cho đến khi khai mạc tổ chức thi đấu và trở về quốc gia của họ là thấy được rằng là Gia Lâm, Hà Nội chúng ta an toàn, thành phố xanh, sạch, đẹp vì hòa bình và đặc biệt là mến khách. Cùng với đó, công tác trang trí khánh tiết đã được huyện chú trọng quảng bá, thông tin về SEA Games 31 đến nhân dân bằng trực quan cổ động trên các tuyến đường, qua loa đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện và trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao của huyện. Cho đến thời điểm này, nhà thi đấu Gia Lâm đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, truyền thông cho SEA Games 31. Hiện chỉ còn thiết bị chuyên dụng cho các đồ vật thi đấu tranh tài, còn chờ đợi ban tổ chức SEA Games đưa từ nước ngoài về lắp đặt. Thiết bị này chỉ lắp đặt trước vài ngày khi bộ môn đấu vật thi đấu.